Kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Hồn Việt TV. Đây là chương trình Tai Ngọc bên bếp Hồng ngày hôm nay với một gương mặt trẻ rất là thân thương mà quý vị cũng vẫn thường thấy trên Hồn Việt TV, đó là Trần Thịnh. Dạ, ngưỡng chào cô Hoa và cũng chào quý khán giả đến với chương trình Tai Ngọc bên bếp Hồng. Thưa cô, hôm nay con rất vui được rảnh mới gặp cô ở đây, tại vì tuy hai cô cháu mình mang tiếng là cùng làm chung đài Hồn Việt nhưng mà rất ít khi gặp nhau, tại vì cô thì ở bên Houston, con bên Cali. Chỉ có những dịp cô qua đây chơi hay này nọ thì con mới có dịp gặp cô. Kính thưa quý vị, khi nào mà chúng tôi có những cái chương trình đặc biệt một chút xíu đó thì là anh bạn trẻ Trần Thịnh này mới có thời giờ để chúng tôi cũng góp mặt ở trong chương trình Gia Chánh với Bếp Hồng cho vui. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một món ăn cũng rất là quen thuộc mà mình hay đi các tiệc tùng ở nhà bạn bè vẫn gặp, nhưng mà ra ngoài chợ thì cô chưa có thấy ngoài chợ bán. Thì cô không biết là cái lý do như thế nào, có thể là cái giá thành nó cao hoặc là nhiều cái quán mà ta nó ồ lỉnh kỉnh nhiều quá, người ta chưa làm thì chưa biết, nhưng mà hy vọng sau khi mà có chương trình Tai Ngọc bên bếp Hồng làm cái món này rồi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là ở những cái nền hà bán mà fast food order to go hoặc là các nhà hàng thì chắc chắn là Nguyễn Quang sẽ thấy là cái món này xuất hiện trên những cái quán đó. Trần Thịnh biết không, thì đây thì ngày hôm nay mình gọi là cái món tuyết nhĩ. Tuyết nhĩ là tên của một cái loại nấm trắng. Là một tên là nấm trắng mà khi ra chợ mình mua thì nó khô như vậy nè. Kính thưa quý vị, khi mà mình ra chợ đó có thể thấy là những cái loại nấm nó to hoặc là nó nhỏ hơn, mà nó có hai màu, một là cái màu nó thật là trắng nhưng mà mình đã ngâm ra rồi, và một cái màu nữa là nó hơi ngà đầy hoặc là nó đậm hơn chút. Cái vấn đề nếu mà nó ngậm mạnh hơn một chút xíu cái màu vàng đó là tại vì cái nấm đó để nó hơi lâu. Còn cái nấm mà khi mà mới hàng về thì nó trắng, nhưng mà sau khi mà mình ngâm ra đó, ngâm khoảng chừng nhanh lắm khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi thì nó sẽ nở ra như vậy nè, nó rất là đẹp, nó thấy không? Mình ngâm nước lạnh hay nước nóng cô? Mình ngâm nước lạnh thì nó nở ra giống như là một cái bông tuyết vậy đó. Thành ra người ta nhiều người ta gọi là nấm tuyết. Nhưng mà cái danh từ mà để cho đẹp hơn thì gọi là tuyết nhĩ. Thì ngày hôm nay đó, nếu mà mình làm tuyết nhĩ thì dĩ nhiên là cái món chánh là tuyết nhĩ rồi, không là rau. Rồi kế sau đó thì mình cần là cái celery hay gọi là cần tây đúng không cô? Cần tây, rồi cà rốt, ngó sen. Và ở đây thì con thấy có hành phi, dầu ăn phải không cô? Dầu ăn. Mè rang vàng ha. Là mè rang này mình làm mới ngoài chợ mua, nó có sẵn không cô? Nó có sẵn nhưng mà nó sẽ không thơm. Thành ra mình mua cái loại mà ở trong cái bịch nhỏ nhỏ là khoảng chừng đồng đó. Về mình rang thì mình nó ngon. Mình tự rang thì nó ngon hơn không cô? Mà nó có hai loại đó con. Một cái loại gọi là mè, nhưng mà gọi là mè không có vỏ mà nó là mè lõi, tức là nó trắng còn không thấy cái màu mà nó hơi nhám nhám ở ngoài. Còn cái loại mè kia đó thì nó ở ngoài nó có cái vỏ. Thì khi cái loại mè vỏ đó, khi mà con rang lên thì nó nổ lớp bớt bớt vậy đó. Còn cái mè này thì nó rang nó không có nổ, nhưng mà thỉnh thoảng nó sót một vài hột quá thì nó nổ lên nổ. Thôi. Mà nên mua mè trong bịch rồi mình rang nó thơm hơn hả cô? Nó thơm hơn, và khi mà mình làm gỏi ra thì là mình nên lựa cái mè gọi là mè trắng. Tức là người ta đã bỏ vỏ rồi. Còn khi mà quý vị mà dùng mà gọi là mè để mà ăn cơm gọi là giống như là phương pháp dưỡng sinh á thì mình nên mua cái loại mè mà nó có cái vỏ. Đây thì có thêm là đậu phộng không cô? Đậu phộng. Và đường. Đường, giấm. Giấm. Cái này là chút xíu bột nêm gà. Bột nêm gà. Thịt ba rọi với lại tôm. Thì cái thịt ba rọi này đó, thì cái hôm trước thì cô có chỉ cho Thịnh luộc nó ha. Thì khi mà mình mua thịt về đó, mình rửa sạch sẽ xong rồi mình cho luôn vào trong cái nồi nước lạnh, chứ mình không có cần đợi nước sôi. Thì trong cái nước này đó mình cho một chút xíu muối, mình cho miếng gừng, cho một cái củ hành cho nó thơm. Rồi sau khi mà mình luộc khoảng chừng nửa tiếng mà nó chín xong rồi đó, mình phải vớt ra rồi mình rửa cho nó sạch cái lớp mỡ mà nó dính ở trên cái da đó. Rồi nếu mà tiện thì mình cho chút nước đá, còn không thì mình cứ để nguội. Còn nếu mà mình không rửa đó thì cái da nó sẽ đen lại cho nó không được trắng như vậy. Là mình phải lúc mà luộc xong lấy ra phải rửa liền. Phải rửa liền rồi để cho nguội. Thì hồi xưa mình nói chứ mình đã luộc cái nước nó nước dùng nó ngon vậy rồi, mình rửa thì nó đi hết sao, nhưng mà mình phải rửa. Tại vì không rửa ra thì những cái chất, tại vì trong chẳng hạn như trong cái nước luộc gà nè, mình mà nấu trong cái súp nó sẽ có cái màu vàng vàng. Thành ra mình rửa thì cái thịt nó trắng hơn ha.
Kính thưa quý chị, bây giờ thì chúng tôi kính mời quý chị theo dõi cách trộn gỏi ngày hôm nay với Nguyễn Quang và Trần Thịnh. Thì cái này đó cô cũng đã cắt sẵn một chút ít rồi. Bây giờ cô trở lại là cái ngó sen này nè Thịnh nè. Cái ngó sen này có hai loại. Khi mà mình đi ra ngoài chợ mình mua đó, thì nó một loại nó lại là cái ngó sen ngâm ở trong nước lạnh không thôi thì nó không có chua ngọt. Còn cái loại ngó sen này đó là ngâm chua ngọt. Khi mà mình làm gỏi thì để tiện dụng thì mình nên mua cái loại mà chua ngọt ngon hơn. Thì bây giờ mình về mình sắc ra đó Thịnh. Hồi xưa đó, lúc mà cô mà còn nhỏ đó, mỗi lần mà làm gỏi ngó sen này á là phải dùng một cái kim mà sắc thật là nhỏ ra. Nhưng mà bây giờ thì qua đây đó, theo cái mới bây giờ với lại cái thời giờ nó không có đó. Thì mình cứ sắc ra như vậy nè thì nó cũng nhanh mà nó cũng gọn mà ăn nó cũng ngon chứ nó cũng không có kém phần mà giảm đi cái lượng mà nó nhỏ hay là nó lớn. Hồi xưa đó cái ngó sen này đó là cũng mắc lắm chứ không có rẻ. Nhưng mà qua đây đó mặc dù là mình xa quê hương nhưng mà cái món ăn của quê hương của mình á lại có thể mua một cách rất là dễ dàng hơn là ở ngay cái xứ của mình. Cái cỡ tuổi của cô hồi xưa đó là cái gỏi ngó sen này cũng phải gia đình trung lưu trở lên thì thì mới cái được ăn, chứ còn bình thường thì không có ăn được những cái món như thế này. Qua đây thì tất cả mọi người ai cũng có thể dùng được hết. Thì bây giờ ở đây mình có hai cái này thì đã chua ngọt sẵn rồi. Bây giờ mình có cái cọng celery này là thì chưa có ngâm, thì bây giờ mình cũng sắc sẵn ra ha. Thịnh có muốn sắc không? Dạ thôi cô sắc, con thấy cô là chuyên nghiệp hơn con nhiều. Con nói con thích làm thức ăn mà thì mình phải tập sắc chứ. Thì thường thường cuối tuần đó con có hay ở nhà có nấu ăn không? Con thì cũng hay phụ mẹ vô ngồi cũng coi cách mẹ làm này nọ, cũng không dám đụng vô. Mẹ nói thôi để mẹ làm cho nhanh, tại vì con đụng vô cũng cắt cũng cứ từ. Sợ đứt tay phải không? Sợ đứt tay với mẹ nói thôi để mẹ làm cho nhanh cho nó gọn. Thường thường cái gì hãy mà mình sợ đó cái tay mình nó không nhanh. Mà rung khi mà rung, con cầm con dao nó rung rung không giữ chắc. Thì bây giờ để cô chỉ cho Thịnh cái cách ướp. Bây giờ Thịnh cho hết cái celery này đi, cái celery này vào đây. Celery với lại cà rốt nha. Mình cho cà rốt vô luôn hả cô? Mình cho luôn cà rốt vô một lúc luôn. Rồi cái gỏi tuyết cái tuyết nhĩ này cũng vậy nè. Khi mình mua đem về mình ngâm rồi đó thì ở trong nó có cái lõi. Cái lõi nó vàng vậy nè thì mình phải cắt mình bỏ đi. Mình cắt mình bỏ đi thôi. Rồi bây giờ cái này nó có cái từ tai vậy nè. Tháo nó ra. Nó cũng giống nấm mèo quá cô. Nó giống như nấm mèo vậy đó. Dạ. Con gỡ nó ra. Còn nếu mà mình không có gỡ thì mình có thể mình dùng dao mình cắt, nhưng mà cái này rất dễ dàng. Cái này mềm mình chỉ cần lấy tay mình kéo là ra rồi cô, không cần thiết lấy dao đi. Thì cái này mình cũng làm nhỏ nhỏ để cho vừa miếng ăn vậy đó. Kính thưa quý chị vẫn đang theo dõi chương trình Tai Ngọc bên Bếp Hồng của Hồng Việt TV. Và hôm nay thì chúng tôi kính mời quý vị theo dõi chương trình và gợi ý đến quý vị là một món gỏi rất là dễ làm. Mình nói dễ nhưng mà tuy nhiên khi mà mình chuẩn bị các thứ thì nó cũng tốn một chút xíu thời gian. Sau khi mình chuẩn bị xong rồi thì khi mà mình trộn thì nó rất là nhanh. Và trong chương trình của chúng tôi thì giới hạn là cứ nửa tiếng đồng hồ cho một block giờ. Cho đó nếu mà cái món nào mà cần phải chuẩn bị nhiều đó, thì chúng tôi nó ít mà làm nhanh nhanh, còn khi nào mà cái món nào mà nó nhanh quá thì phải kiếm cái chuyện gì đó nói để cho nó đủ thì giờ. Do đó nhiều khi chúng tôi cứ hay bị quý khán giả nói là trời ơi sao mà cái chương trình làm quá chút xíu mà sao mà nó nhiều quá. Dạ tại vì nếu mà không nó nhiều quá thì không có đủ không giờ, đủ giờ không đủ giờ đủ giờ lên chương trình. Thì cái số lượng mà rau cải với lại cái tuyết nhĩ này đó cũng không có cần thiết là phải bao nhiêu hết, coi như là mình thích đó thì mình cho nhiều mà mình không thích thì thôi. Thì ở đây bây giờ đó mình sẽ cần đường với lại giấm. Đường với giấm. Thì cái lượng đường và lượng giấm này đó là hai cái nó bằng nhau để cho nó dung hòa. Thì cái cốt ý mà dùng giấm với lại đường là mình làm cho cái
rau cải và cái nấm tuyết nhĩ này nó chua chua, nó ngọt ngọt, nhưng mà mình không có cho cái ngó sen là tại vì đó là có sẵn rồi ha. Còn nếu như trường hợp mà hôm nào mình đi chợ mà mình mua mà không có đó thì mình cho mình trộn chung luôn ha. Giờ con cho hết vào trong này luôn. Rồi, cho hết luôn vào trong đó, cái mình trộn đều lên. Đó thì ở trên giai đoạn này đó, nếu mà Thịnh thấy ngại đó thì mình mang găng tay để mình trộn vô ha. À, thưa cô, gì nếu cái lượng đường với lượng giấm này nó có phụ thuộc vào cái độ mà mình bỏ bao nhiêu ít rau không cô? Nó không có phụ thuộc. Cái giấm với đường đó thì mình nó sẽ hòa ra, tất nhiên là nó sẽ có cái độ chua chua ngọt ngọt. Rồi cái lượng mà nhiều giấm hay là nhiều đường á thì nó tùy cái rau cải của mình. Nếu mà rau cải của mình mà nó nhiều quá mà một cái lượng chén như vậy nó không đủ, thì mình làm thêm. Mình làm thêm. Thì ý con sợ là ví dụ một số nhiều khán vị khán giả họ làm nhiều cho gia đình nhiều người ăn mà họ không biết được bao lượng bao nhiêu để cho nó vừa đủ và mình cứ bỏ thêm bây giờ nhiều. Không vậy thôi, bây giờ Thịnh trộn lên, trộn cho nó đều, cho nó ngấm lên. Trộn đều lên đó. Kính thưa quý chị, chúng tôi xin được nhắc lại là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi gợi ý đến quý chị một món ăn ăn chơi cũng được mà ăn ngon cũng được. Thì chúng ta hay thường thấy trong những cái buổi ăn tiệc ở tại nhà của bạn bè với nhau. Tuy nhiên cái món gỏi này thì không biết cái lý do như thế nào, mặc dù là cái tên nấm tuyết nhĩ nó cũng nghe nó cũng hay hay và cái món ăn nó cũng ngon, nhưng mà chưa thấy ở trong những cái menu của đám cưới, đám tiệc. Hy vọng là trong tương lai sau thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái món này giống như là món gỏi tôm thịt hay là gỏi sứa ở trong menu của các buổi tiệc. Bây giờ thì trong khi mà Thịnh trộn những này, Thịnh chỉ cần sở lên thôi, mình cũng không có cần bóp nhiều cơ ha. Trộn đều lên hết để cho cái giấm và cái đường nó ngấm với nhau thôi ha. Trong khi đó thì mình sẽ để qua một bên. Có để một bên này. Rồi thì trong cái món gỏi này đó mình cần là tôm với thịt. Thì tôm với thịt đó mình cắt nhỏ ra, cái con tôm này nó hơi to, thành ra mình cắt ra làm đôi ha. Còn bây giờ đó cái miếng thịt này thì cô nghĩ là mình cũng nên cắt ra làm hai đi, tại vì cái miếng này nó cũng hơi to ha. Nhưng mà sở dĩ cô để vậy đó là thấy là cái miếng thịt của mình mua đó mình chọn nó quá ngon ha, nó vừa coi như là nó có đủ ba lớp. Thì cái miếng thịt này thường thường đó, nếu mà quý vị ở các thành phố mà xa, không phải là California hay là Houston đó, thì có thể là hơi khó tìm, là tại vì không có chợ Việt Nam. Chợ Mỹ thì nó hay bán bacon đó, thì nhiều mỡ. Nhưng mà nếu mà ở cái thành phố nào mà bắt đầu có người Việt mình thì mình dễ dàng tìm lắm. Một vài quý vị nói là tại sao mình lại phải ăn cái thịt ba chỉ này, nó có nhiều mỡ quá, mình có thể thay thế bằng thịt đùi đó, được không? Thịt đùi, thịt mông đó. Thưa quý vị, được. Nhưng mà khi mà mình luộc đó, thì cái miếng thịt sau khi mình cắt ra đó nó sẽ khô. Chẳng hạn như bây giờ đó, cái miếng thịt này nó cũng có mỡ nè, mình thấy nó ngon. Nhưng mà somehow khi mà mình trộn vô trong gỏi rồi mình gấp miếng thịt mình ăn đó, cái tự nhiên mình cũng phải bỏ cái miếng mỡ ra chút xíu, phải không? Ok, bây giờ cái miếng này ha, thì mình xắt ra. Coi như là theo cô nghĩ đó, mình xắt làm ba được rồi. Tại vì nó nhỏ quá thì mình ăn không có nhầm cái miếng thịt ha. Cô nghĩ là mình xắt làm ba cũng được rồi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho trở lại. Hồi nãy cô để trong cái dĩa này đó là trưng bày cho nó đẹp, chứ Thịnh thấy là chỉ có bao nhiêu cái rau cải thôi mà cái lượng tôm với lượng thịt của mình nó quá nhiều. Quá nhiều là tại vì mình muốn trưng bày khi mà quý vị đang theo dõi chương trình của Hồ Việt TV, nhìn vào trên cái bàn thấy ồ tôm thịt cái gì nó cũng nhiều hết, thì tự nhiên mình thấy là mình cảm thấy nó vui mà cái món ăn mình cảm thấy dồi dào hơn. Nhưng khi mà chúng ta trộn lại nó chỉ có một dĩa thôi thì mình không có cần cái số lượng mà thịt với tôm nhiều như thế này. Hay là hôm nay cô biết con phụ cô nên cô biết cô chuẩn bị thêm nhiều thịt với tôm hơn. Đúng rồi đó. Kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi thực hiện một cái show như thế này đó thì ngoài ba cái máy quay phim, có khi là phải tới ba nhân viên theo giữ máy, còn có khi thì hai. Rồi những người còn phải lo cái vấn đề mà set up cái âm thanh nè, rồi ánh sáng nè. Thành ra sau khi mà làm một cái thức ăn xong rồi đó thì kính thưa quý chị, trong vòng khoảng chừng 5 tới 10 phút thôi thì được cất thật là kỹ. Ok, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong chốc lát và sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.
chị, chúng tôi kính mời quý chị trở lại chương trình Tai Ngọc bên bếp Hồng ngày hôm nay với Nguyễn Quang và Trần Thịnh. Và thức ăn mà chúng tôi gửi đến quý chị trong chương trình này đó là món gỏi tuyết nhĩ. Tuyết nhĩ thì được gọi là hoặc là nấm trắng, có người thì gọi là nấm mèo trắng. Nấm mèo trắng, dạ. Nhưng mà thường thường có thấy là cái tên tuyết nhĩ nó đẹp hơn, thành ra mình chọn là tuyết nhĩ. Và ngoài cái tuyết nhĩ này mình làm gỏi ra đó thì còn có thể là nấu súp. Mà nấu súp chay cũng ngon lắm. Kính thưa quý chị, trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi đến quý chị một món gọi là món súp, súp tuyết nhĩ. Ồ, súp nấm tuyết nhĩ. Dạ, súp tuyết nhĩ. Dạ, cũng Thịnh ơi, cái này hồi nãy thì con làm đó thì mình chỉ cần khoảng chừng 10 phút, 15 phút là nó đủ rồi. Dạ, đủ thì lắm. Bây giờ đó con vớt hết cái này ra một cái tô đi ha. Dạ. Mình có cần vắt nước cho nó rớt nước không? Nếu mà có thể thì con hơi vắt sơ sơ thôi. Tại vì nếu mà mình vắt nhiều quá cái nó nát đó. Nó nát cái đồ, nó nát cái tuyết nhĩ luôn. Vừa nó nát tuyết mà vừa nát cái cọng celery luôn. Dạ. Tuy nhiên nếu mà mình mà không có dắt kỹ, không có rắn hết cái giấm á thì nó lại nhiều quá. Nhiều quá là sẽ là chua, lúc mà ra nó nhiều quá nó sẽ chua. Nó sẽ chua. Mà bây giờ thì Thịnh cho luôn cái ngó sen hồi nãy mình cắt rồi, tại vì cái đó chua ngọt xong rồi đó. Ủa vậy nếu như vậy mình mua những cái loại không chua ngọt được không con? Nếu mà mình, thì mình, đó mình ngâm chung hết ha, không chua ngọt thì mình ngâm chung. Bây giờ cái ớt này mình bỏ ra nha. Tại vì cái ớt này nó cay lắm á. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Bây giờ con trộn đều lên. Yeah. Trộn đều lên hết đi. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được mách một cái mẹ nhỏ xíu ở đây. Cái tôm nó nếu mà mình mua về khi mà tôm tươi mình luộc rồi mình trộn gỏi liền đó thì cái tôm nó có cái gọi là nó có vẫn còn cái nước ngọt ở trong đó. Còn nếu mà hôm nào mà chẳng hạn như mình mua xong rồi mình chuẩn bị trước, mình để vào trong freezer một hai ngày sau mình mới trộn gỏi đó, thì khi mà lấy ra đó thì mình nên ngâm vào trong cái nước mắm để cho cái tôm á, nước mắm này kia nó thấm trong cái tôm á, tôm thịt thì nó ngon hơn đó. Thành ra nhiều khi mình ăn sao mà thấy cái món cái miếng tôm nó đậm đà hơn thì đó là mình ngâm ở trong cái nước mắm, thì đó là một cái cách là theo tiếng Mỹ mình nói là option, tức là mình muốn cũng được mà mình không muốn thì cũng không sao hết. Thì bây giờ đó tiện đó con cho luôn cái này vô đi, luôn cái thịt vô nè. Tôm mình cũng cho một ít vô nhưng mà mình chừa lại một chút để mình có thể mình trang trí ở trên cái dĩa gỏi của mình á. Rồi ok. Rồi trộn đều tất cả lên con. Khoan, bây giờ đó, hồi nãy đó, thì mình chỉ cho giấm đường thôi. Thì muốn ăn mình chấm với nước mắm cũng được. Còn không đó, thì bây giờ Thịnh cho chút xíu cái bột nêm gà trộn đều lên hết thì nó sẽ mặn mặn. Thì có khi nhiều khi mình không cầm nước mắm nữa. Ăn trực tiếp luôn. Đó. Thì chẳng hạn như cái số lượng bao nhiêu đó thì cái này đó cô cho chỉ có nửa muỗng thôi đó, nửa muỗng cà phê thôi đó. Nửa muỗng là mình cho vô hết luôn. Mình cho vô hết luôn, trộn thật là đều lên. Rồi. Rồi có thể cho thêm chút xíu đường vô. Cái này cũng khoảng nửa muỗng cà phê rồi ha. Rồi trộn đều lên hết. Trong khi đó thì cô sẽ phụ Thịnh cắt rau răm. Thường thường thì trong cái món gỏi của người Việt Nam mình thì bao giờ cũng nói gỏi thì phải có rau răm. Chứ còn nếu mà gỏi mà không có rau răm thì nó không ra gỏi, mà dùng cái rau khác thì nó không ngon. Nhưng mà kính thưa quý vị, đặc biệt ở trong món gỏi tiếp nghĩ này đó, thì ngoài cái rau răm ra mình vẫn có thể cho thêm được rau húng lủi hoặc là rau húng cây. Tại vì những cái mùi thơm nó hòa quyện với nhau, nó không có làm một cái vị mà mất đi mùi. Một số rau nó mạnh mùi quá nên ăn vô nó không còn. Đấy nha. Chỉ trừ khi nào mà những cái món nào mà đặc biệt chẳng hạn như là hến xúc bánh tráng, gọi hến là bắt buộc ha, là phải có rau răm á, có rau khác vô thì nó không có đúng. Rồi bây giờ cái này đó hình Thịnh cho luôn hẹn cái mè rang đấy ha. Mè rang. Mình phải chuẩn bị bao nhiêu cô cho đủ cô, hay là mình thích bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu? Thích bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi. Yeah.
Con cho mẹ vô luôn. Mẹ cho rồi. À, cho rồi, cho nữa, cho càng, càng nhiều càng ngon. Rồi bây giờ mình cho rau thơm ha. Yeah. Còn đậu phộng với là cái mè rang thì mình cho sau cùng. Dạ, cái gì nó nhìn thấy hấp dẫn luôn đó con. Hấp dẫn đủ màu sắc ha. Đủ màu sắc, dạ. Yeah. Thì tính ra con thấy món này cũng dễ làm, chỉ có mình cực cái công là mình cắt thôi không cô? Cực không cắt, có như mình chuẩn bị mình này kia. Mình chuẩn bị cái công sức mình chuẩn bị thôi, chứ thật ra thì mọi thứ cũng khoảng dễ. Cô thấy ở California đó thì ngoài chợ đó kính thưa quý vị, người ta cũng có bán sẵn cái cà rốt mà ngâm chua ngọt rồi nữa. Thành ra con chỉ cần mua cà rốt ngâm chua ngọt rồi nè, rồi ngó sen nè. Đó, rồi celery thì cái lúc đó mình không cần thì không sao, tại vì cái hai cái món kia nó đã ngọt rồi. Để cái món giữa món kèm cho mình đó thì mình ăn thêm nó cũng không có sao hết. Thành ra làm rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình bày ra dĩa đi. Cô quên cho chút xíu dầu ăn vô. Kính thưa quý vị, trong cái món gỏi, bất kỳ món gỏi nào cũng vậy hết, cũng giống như là cái món gỏi thứ nhất là gỏi bắp chuối đó, thì nhiều quý vị thích đó là cho chút xíu dầu, mà mình ra chợ mình ăn những cái món gỏi này ở trong nhà hàng người ta không cho chút xíu dầu nữa. Cái công dụng của dầu đó là làm cho cái món ăn cảm thấy nó bóng, nó ngon. Nè, nếu mà trường hợp mình không thích thì mình không sao hết. Nhưng mà cái đặc biệt đó, chẳng hạn như là trong cái món gỏi mà bắp chuối, gỏi gà qua chuối đó, là phải có dầu nó làm cho mềm cái qua chuối của mình. Thành ra bây giờ Thịnh có thể rưới lên chút xíu đây là con trộn đều lên đó ha. Chứ nhiều người nói là mình không thích ăn dầu mỡ nhiều đó. Con trộn vào trong đó. Rồi bây giờ con cho thêm vòng vòng cho nó đầy chút xíu ha. Rồi cho thêm nè, rồi. Rồi, bây giờ đó, tôi cho chút xíu cái này lên. Chút xíu cái hành phi lên đi. Cái hành phi cũng vậy, nếu mà mình có thì giờ đó thì mình mua cái hành về, mình chịu khó mình cắt xong rồi tự mình rang lấy ở nhà rất là ngon. Còn mình mua ở ngoài chợ thì nhiều khi nó về nó hơi dai dai á, nó không có được ngon lắm. Là cái màu nó cũng không có được tươi ha. Đó, thấy dễ làm không? Đó, cái trang trí mình nó nhiều tôm thịt quá rồi nè. Thêm chút xíu nữa nè. Đó. Ok. Cô lửa mấy cái nhỏ cho nên chỉ bông ha. Thêm một nhánh nữa đi. Rồi. Giờ nó cho chút xíu ớt, cho thấy đỏ đỏ thôi nha, chứ còn ớt này thì rất là cay. Thịnh ăn cay được không? Dạ, con ăn được. Ăn được ha, ăn được cho thêm nữa. Càng tốt nữa. Càng cay càng ngon càng tốt hả? Con là thói quen con ăn cái gì phải cay cay con mới ăn được. Vậy đó hả? Ok. Rồi, như vậy là bây giờ là mình đã có một cái món gỏi rồi đó. Rồi, nó xin, Rồi, bây giờ ngày hôm nay thì kết quả của Thịnh là món gỏi nó sen. Rồi, ghê nấm tuyết nhĩ. Nấm tuyết nhĩ. Ủa gì thứ có mình có cần thêm ăn với nước chấm gì không cô? Thì mình có nước mắm. Nước mắm. Nha, mình có nước mắm mình ăn thêm mà. Thịnh nhớ là hồi nãy cô nói là mình cho chút xíu bột nêm thì bột nêm gà rồi. Đó là nó sẽ mặn mặn. Ở trong đó nó cũng có một chút xíu chất bột ngọt ở trong đó rồi.
Mình tránh, mình không ăn nhiều, nhưng mà dầu gì đi nữa người Việt Nam mình cũng quen cái hương vị nó đậm đà rồi, thành ra mình cho thêm chút xíu. Thì nếu mà mình ăn mà không vừa thì mình chấm thêm nước mắm, nhưng mà thường thường á cô cho cái cho thêm cái bột nêm gà đó là nó vừa ăn không coi. Kính thưa quý vị, như vậy thì ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là món gỏi tuyết nhĩ. Khi mà mình chuẩn bị thì nó hơi cực chút xíu, nhưng mà khi mình trộn thì cũng rất là nhanh. Chúng tôi hy vọng là qua chương trình này thì trong cuối tuần quý chị sẽ làm thử để chúng ta có thêm một món ăn ngon ở trong gia đình trong những dịp cuối tuần. Cảm ơn khán giả đã chú ý quan tâm theo dõi chương trình Tiên Ngọc Bếp Hồng. Chương trình và cô Nguyễn Hay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.